Hello, xin chào các bạn đến với kênh Tin học văn phòng của Tuấn Huỳnh. Bài học lần trước mình đã chia sẻ tới các bạn kỹ thuật chọn thư để đánh số báo danh sơ đồ phòng thi. Bài học lần hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn tiếp theo các kỹ thuật chọn thư để chúng ta tạo danh sách cho thí sinh tham gia thi sẽ ký tên, nộp bài và kỹ thuật chọn thư để in ra phiếu báo thi để phát về cho học sinh thí sinh biết là ngày đó giờ đó mình thi môn gì ở đâu vân vân. Rồi trước tiên thì chúng ta phải có một cái danh sách tổng thể của các thí sinh. Ở đây mình Tuấn sẽ lấy lại một cái danh sách này ha. Rồi ở đây mình cần một cái số thông tin như là họ và tên, rồi giới tính, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc gì đó. Mấy cái cột khác thì mình không cần nữa. Sau khi chúng ta có danh sách rồi, tổng hợp của các lớp lại hết, của các thí sinh là hết rồi, thì chúng ta nên tách ra ha, nên tách tên ra để chúng ta sắp xếp. Ở đây chúng sẽ sắp xếp theo theo tên của các lớp lại với nhau hết. Rồi ở đây sắp xếp lại ha, đây đang sắp xếp sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ kéo lại số thứ tự để coi danh sách này có bao nhiêu học sinh. Ví dụ danh sách này có 619. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái cột số báo danh. Ở đây là lớp 6 có 619 học sinh thì sẽ được đánh số là có là tổng số đây nè. Tổng số học sinh là 619. Rồi mình sẽ đánh lại từ 6001 cho tới 6619 ha. Mình sẽ lấy kết hợp với số thứ tự này từ số 1 đến số 619. Ở đây mình sẽ chèn thêm một cái cộng. Tại vì ở đây nó không có số 0 phía trước cho nên mình sẽ cho nó một số 0. Mình sẽ ép kiểu nó về dạng là test. Dạng văn bản. Đây mình đánh là 01 này, thứ đầu tiên này. 01. Mình nhảy đất chuột để sao chép để tự tăng. Mình coi thử coi đúng chưa. Bấm Ctrl motor đi xuống. Rồi đủ 619. Rồi mình sẽ thêm vào ha. Bằng. Ở đây mình sẽ cho nó vào một cái 6. Mình phải kiểm tra nếu nhiều khi mình ví dụ cho các bạn xem, mình sẽ đưa vào một cái 6 này, 00 này, 1, ví dụ vậy. Tại sao 00? Mình nói thêm một cái đuôi này vô đấy thì nó là 3 số 6001. Rồi dư một số này, sao bớt đấy. Khi mình sao chép xuống này thì nó sẽ không đồng đều. Đây hồi nãy chỗ đây nè, này 6001 tới 6099, 01 tới 99 có hai chữ số thôi,
mà khi lên tới 100 nó có 3 chữ số cho nên nó bị giãn một khúc này. Đấy, bắt đầu từ 100 cho tới 619 tức là 3 chữ số à. 100 cho tới 619 nó 3 chữ số cho nó dư ra một chữ số này. Cho nên mình sẽ chỉnh lại cái chỗ này nè. Mình sẽ dùng hàm. Nên là nếu mà số thứ tự này nè mà nhỏ hơn 100 tức là 99 á thì phải chấm phẩy nè, chấm phẩy cho nó nhảy qua cái hàm số thứ hai. Nếu mà nhỏ hơn á thì mình cho 60. Còn nếu ngược lại tức là lớn hơn, tức là bằng 100 với lại lớn hơn 100, từ 100 trở lên thì mình sẽ chỉ thêm cho nó một số 6 mà thôi. Đấy, thêm số 6 thôi, mình nói với lại ô này. Đấy. Tức là từ 01 cho tới 99 là hai chữ số thì sẽ nói với cái này 60. Thì đáp lại là 6001 6099. Ngược lại tức là từ 100 trở lên. Nó ngược lại với này là từ 100 trở lên thì sẽ nói một con số 6 mà thôi, 6619 6619 à. Ok. Rồi mình sao chép xuống. Rồi mình kiểm tra lại cái 100 hồi nãy. Đây. Đấy, như vậy là cái mức độ dài của nó đều bằng nhau. Nó đều bằng nhau. Nó là bốn chữ số. Đây mình sao chép xuống nè. Đấy, 6619 là cái đứa cuối cùng của danh sách. Rồi sau khi đã có số báo danh rồi, ở đây mình sẽ, đây đang là công thức, mình sẽ sao chép và mình dán lại dưới dạng là value, tức là y như mình nhập tay vô vậy đó. Đây mình dán lại 123 rồi nhập tay xong, nhấn ESC để thoát ra, thoát khỏi copy. Rồi cái này mình ghi là thứ tự đi ha. Rồi, rồi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ phòng thi, mình cần tạo phòng thi. Phòng thi rồi bây giờ mình sẽ xét xem cơ sở của chúng ta, phòng thi chúng ta xếp chứa bao nhiêu học sinh. Có thể là xếp chứa chúng ta 20, 25, 30, 40, 50 gì đấy, 100 gì đấy. Thì ở đây mình ví dụ sức chứa phòng thi của mình khoảng 24 thôi. Có 4 dãy bàn, mỗi bàn 6 cái thì là 24. Nhưng tối lớp mình có thể nhắc thêm 1, 2, 3 học sinh vô nữa cũng được. Tại một bàn có 2 chỗ ngồi. Rồi ở đây mình sẽ ví dụ như là số chỗ ngồi. Số chỗ ngồi là mình tính nó là khoảng 24 thôi. Tổng số học sinh tham gia thi 619, số chỗ ngồi là một phòng thi là 24. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng công thức để mình tính. Như vậy mình sẽ là số phòng. Rồi, mình sẽ tính là bằng hàm in, mình chia lấy nguyên. Mình làm nguyên cái số này nha. Mình lấy số này, mình chia cho số này. Ra được bao nhiêu phòng? 25 phòng nguyên. Rồi, dư ra số dư, số học sinh dư. Dư ra mình sẽ dùng hàm mod mod, rồi số bị chia là số này, rồi, phải chấm phẩy, số chia là số này 24. Rồi nó sẽ ra 19 đứa, có nghĩa là 619 khi mà mình phân bổ vô cứ 24 đứa mình vô phòng này, cứ 24 đứa từ số 1 số 24 đứa đầu tiên vô phòng số 1, rồi 24 đứa tiếp theo vô phòng số 2, cứ như vậy thì mình sẽ được 25 phòng, 24 đứa, và còn dư ra 19 đứa chưa đủ 24. Do đó mình có hai cách. Một là mình sẽ cho thêm một cái phòng số 26. Phòng số 26 này chỉ có 19 học sinh thôi, còn lại 25 phòng kia đều là 24 hết. Cách thứ hai, mình sẽ lấy 19 đứa này mình đập qua cho 19 phòng đầu, mình tổng số 25 phòng mình sẽ lấy 19 đập qua đây, tức là 19 phòng, ví dụ như mình có 19 phòng, 19 phòng là 25, còn lại là 6 phòng, 24, đấy, đây là một cách. Cách thứ hai là 25 phòng, 24, và 1 phòng 19, đấy, có hai cách cho mình lựa chọn ha. Ở đây thì Tuấn chọn cách 1, Tuấn sẽ làm là 19 phòng, 25 học sinh, số chỗ ngồi là 25, tăng lên 1 đơn vị.
và 6 phòng, 6 phòng sau là 24. Rồi, quyết định chọn cách này. Rồi như vậy thì mình sẽ làm. Đầu tiên là mình sẽ tạo phòng thi 19 phòng 19 phòng 25 6 phòng 24. Vậy thì mình sẽ ghi vô lại phòng số 1. 01. Mình cho nó là test luôn. Test. Đây là phòng 01 này. Mình sẽ kéo xuống 25 đứa, 25 đứa đầu tiên. Đấy, 01, 25 đứa đầu tiên. Rồi, mình copy. Mình dán 18. 18 lần nữa, tại 19 và 25 mà, hôm nay có 1 à. Copy nè. Nghị trình V nè, 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 9 hả? 9 vậy mình nhân 2 lên là được 18 rồi. Rồi, mình kéo lên đầu mình cấp 18 luôn. Rồi, cạnh trên C. Dán cái lại gấp đôi lên 18 phòng. 18 phòng. 18 phòng. Rồi, vậy là chúng ta được 9 thằng 2 18 phòng thi rồi. Bây giờ mình sẽ một phòng nữa là lũ 19, mình sẽ copy 25 đứa này thôi, từ số 1 đến 25. Mình làm này, cái tên C. Bấm Ctrl mũi tên đi xuống để đi tới vị trí cuối cùng, dán vào đây tại 19 phòng. Rồi. 4 phòng 24. Ở 6 phòng 24. Như vậy là mình giảm lên một đơn vị chỗ này. Nè. Đây là 25 nè, mình rút là một ô, cái tên C nè. Rồi. Dán 6 lần vô. 1 2 3 3 4 5 và 6 là ngay chóc. Rất là ngay chóc, không có dư thiếu em nào hết. Rồi. Tiếp tục. Như vậy là mình đã làm xong phòng. Ây da. Hơi nhầm rồi. Này phòng số 1 thì phải tăng phòng số 2 chứ, quên. Này là 25 này. Như vậy là mình sẽ tính lại cái chỗ này, tại vì 25 đứa mình sẽ cho nó 1. Cái chỗ này mình sẽ cho nó tự tăng. Tự tăng. Rào. Mỗi lần tăng là 25 đứa. Tăng tới 19. 10 là 250. 20 là 500. 500 trừ 25 400. 500. 10 phòng là 250, 20 phòng là 500. 19 trừ đơn phòng là 475 tới 475 ngừng. Ok. Rồi. Vậy là 1 này, 26, 54 là 19 phòng này. Đúng không nha? Để coi thử nha. Giờ này xuống xíu đi. Này phòng số 1 nè. Phòng số 2 nè. Coi thử nè. Đủ 19 phòng đúng rồi. Rồi mình tính tiếp nè. Mình sẽ cố định cái này lại không cho nó chạy. Bấm vô ô này cố định lại.
đầu nó bị lắc. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại cái phòng thi này là 25 đứa đầu là phòng số 1, thì đây tới số 25 này, đây 25 là số 1 này, như vậy cái số này phải là số 2, mình kéo được đơn vị cho nó tăng lên. Như vậy mình sẽ nhấp đứt chuột cho nó, mình sẽ nhấn Ctrl và nhấn đứt chuột, mình copy cũng được, mình C, mình dán cho tới, à mình phải cố định cái chỗ này lại đừng cho nó chạy, cố định cái hàng số 2 này lại, hàng số 3 đi, View, Retop Band, rồi cố định như vậy, rồi. Rồi, phòng số 1, phòng số 2. À, ở đây mình đánh số để cho nó mình đánh số cho nó tự tăng. Cho nó là number 1. Chuột cho nó tự tăng số 2. Rồi tới 26 rồi ha. Tới 51. 51 mình cho số 3. Đấy, số 3 này. Rồi đắp chuột tự tăng. 76.01. 76 nè, số 4. Rồi mình nhảy đắp chuột. 101. Số 5. Chuột. Mình nhìn đến đây cái mình coi ha, 126 là số 6. Đây, mình cho cái chỗ này nó, mình cho cái hàng này ngưng luôn, đâu không cho nó chạy luôn, để mình coi phòng thi luôn. Mình coi số thứ tự cho đây nè. Số 5 là 101 nè. 101. Đây, 101 đúng rồi. Số 6 là 126. 126 nè. Số 6. Này chưa kéo nè, này số 6 nè. Rồi, kéo xuống. Số 7 là 151. 151 là số 7 nè. Đây, là số 7 nè. Đấy, mình nhìn đây nè, mình nhìn đây mình đấu chiếu lên là ngay chóc nè. Số 7 nè. Số 8 là 176. 8 nè. Số 9 là 201. Số 9 là 201. Này 201 đây, số 9. Rồi, kéo. Số 10 là 226. 226 đây, số 10. Coi giờ 19 phòng 25. Số 11 là 251. 11. Mười hai, 276.
12 13 là 301 13 14 là 326 15 là 351 16 là 376 376 16 17 401 18 426 19 là 451 19 Rồi bây giờ chúng ta làm sao lấy được 25 phòng đây? Ghi số 1 ngay đây, số 2 ngay đây. Chúng ta sao chép tới 25. 3 45. Rồi, thì ta kéo cái số này xuống. Ta sẽ chép xuống. Tới đây ta ngưng. Tại bằng với mí bên đây ha, đây ta ngưng. Như vậy đây là 20 này. 6 phòng 6 phòng 10 24. Vậy thì chúng ta ghi cái chúng ta cắt cái này đi. Dán chỗ này. Người ta bỏ bớt ô này. Rồi. 19 20 này. 21 Chúng ta chịu khó cốp dán bên đây nha. Ctrl C 1 là 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. Rồi chúng ta căng theo bên đây. Một này, 20 này. Nè, nó căng theo bên đây nha. 20 này. 21 này. Đó, nó căng theo bên phải nè, 21 này. 22 này, 22 này. Rồi, 23 này. 23 này. 24 24 này. 25 Rồi, đủ 25 phòng thi. Đúng không? Hồi nãy mình coi ở đây đúng không? Đúng rồi, 19 với 6 25 đúng rồi. 19 phòng 25 6 phòng cộng lại 25 phòng đúng rồi. Rồi bây giờ ta có số phòng rồi, bây giờ chúng ta sẽ ở đây mình mong muốn nó chuyển mà số 0 phía trước ấy, 01 02 á thì mình sẽ nói thêm một cái dấu 0 vô nữa, số 0 vô nữa. Và lấy dữ liệu này qua. Rồi, sao chép xuống. Đấy, là nó nói được số 0 vô nè. Rồi bây giờ ta dán qua đây cái tên C, dán đây value 123. Rồi cái dòng này dư thừa, xóa dòng này đi. Rồi như vậy phòng đã xong. Bây giờ cái tính toán này cũng xong luôn, dẹp cái này luôn, không cần nữa. Cái này gì đây? Xóa luôn.
Rồi, lớp thứ tự. Giống như thứ tự này thôi, nhưng mà ở đây là con số, đây là chữ ký tự. Số mẫu danh ký tự, phòng thi ký tự. Rồi bây giờ chúng ta, đây là cái dữ liệu chúng ta để chọn thư ha. Dữ liệu. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái file để chúng ta đưa cái danh sách ký tên vào ha. Ở đây mình có cái ký tên này. Tại danh sách ký tên. Rồi, đây mình soạn thảo. Giờ ở đây mình cần cái gì? Đầu tiên là số thứ tự. Số thứ tự. Chữ khoa hết luôn cũng được. Rồi, số báo danh. Họ, họ và tên. Họ và điểm. Tên điểm. Tên. Rồi, ở đây cái con cọc gì? Nếu mà chúng ta muốn đưa vô họ và tên luôn thì cũng được. Họ và tên luôn, khỏi điểm gì hết. Rồi. Rồi, giới tính. Giới tính. Đây sửa lại giới tính đi cho đẹp. Rồi, giới tính, ngày sinh. Giới tính. Ngày sinh. Giới tính, ngày sinh. Ngày sinh. À, được rồi, nhớ cái tên cũng cần nhiều thế. Rồi phòng, rồi ở đây chúng ta có một cái nhiều khi chúng ta thi thi tin học chẳng hạn, đa thi 4 môn, môn thi ở đây chúng ta có 4 môn, ví dụ như là Windows, Word, Excel, PowerPoint, đó ta có 4 môn thi. Chọn như lại và chúng ta sẽ chèn phòng thi vô đây, chèn thì mấy cái nữa đi. Rồi đây chúng ta có là gì, mình ghi là danh sách thí sinh, học sinh, danh sách học sinh thi tin học văn phòng chẳng hạn. Rồi, ở đây phòng thi. Này mình thấy cục ghi chú. Số tự môn thi. Đây mình chọn ô. Rồi ở đây mình có phòng thi. Ở đây mình sẽ đưa vô cái phòng thi bên đây. Những cái phòng thi. Mình đi tắt đi. Phòng thi. Ở đây là số tự chẳng hạn. Thứ tự mình có 9 phòng, 19 phòng và 25 phòng. Đây mình ghi là 1, 2. Mình tăng lên tới 25 thí sinh. 25. Này mình quên chỉnh một test. Hai này test hết. Tại bên kia mình làm test nên mình phải làm test cho nó giống. 1 tăng lên tới 25. Rồi phòng thi có 25 phòng luôn. Ngẫu nhiên dữ ta. 25 thí sinh, 25 phòng luôn. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành qua thì chúng ta lấy cái hai cái thông tin này ha, nó dò qua kia. Bây giờ chúng ta sẽ đổi vị trí cho đẹp. Cho nó đẹp. Là phòng thi trước, phòng số 1.
ráp với lại phòng thi 01, số tự 01, phòng thi 1, 01, 01, 01, 02, 01, 03, 01, 04, 01, 05, 06, đi dò với bên đây, đi dò với phòng thi 01 với số tự này ha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tạo cái cục mới ở phía bên trái. Nhớ là cái dò này chúng ta phải là gì, phòng thi và thứ tự đấy, chúng ta phải dò với cái ô bên trái cùng hết, cái cột đầu tiên hết, thì nó mới lấy được những cái thông tin phía bên đây, bao nhiêu thông tin cũng lấy được hết. Thì chúng ta sẽ nói hai cái này lại, đầu tiên là phòng thi này, chúng ta sẽ nói với lại cái số thứ tự này đấy, nó sẽ ra 0101 này đấy. Phòng số 01, số thứ tự 01 trong cái phòng đó nè, mỗi phòng có 25 à, ở đây chúng ta nên chỉnh lại cái chỗ này, ở đây chúng ta nên chỉnh lại cho nó là cái chỗ này 25 đứa nè, cái trên C 19 phòng đã lấy 25 hết, mình về nè đấy, nó khởi tạo lại nè, 25 đứa là hết phòng số 1 nè, em lại bắt đầu số 26 là nó 0201, phòng số 2, số thứ tự 01 trong cái phòng đó. Tiếp là 22 phòng rồi nè, 3 phòng này, 4 này, 5 này, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nè, nó bị dư nè, chút xử lý nó, 18, 19, rồi phòng số 20 là có 24, 20 nè, giảm bi một đơn vị nè, 24 mà nâng cấp 24 nè, trên C 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, rồi đủ. Ở đây là nó dư 3 chỉ số nè, 01, tại vì nó hơn 10 rồi, nó chỉnh lại cái chỗ này nữa. Số 0 đi. Chúng ta sẽ lấy hàm rai, lấy bên phải, lấy hai ký tự. Rồi, sao chép xuống. Copy. Dán value. Đấy, số 10 này. Rồi, dư là xóa đi. Rồi. Bên đây cũng vậy, chỉnh lại. À đây đúng rồi. Đây không bị. Rồi, như vậy là chúng ta có phòng 8. Ví dụ như phòng 10 này, phòng 09 này, 09 này, phòng số 09 nè, số tự 01 trong cái phòng số 9 đó cho tới 0925. Đấy. Và phòng 10 01 nè, 10 01, 10 02 cho tới 10 25 và 19 phòng như vậy, 13 14 15 16 17 18 19 nè. 19 01 nè. Đấy, được phòng số 19 01 nè. Để số tự 01 trong cái phòng đó nè. Cho tới 19 25 là hết. Là 25 đứa, bắt đầu từ số 20 tới phòng 25 là có 24 thôi. 20 01 nè. Đấy, 20 01 nè, cho tới 20 24 nè, chính xác nè. Đấy, 21 cũng vậy. Cuối sổ nè. 25 nè, 24 là cuối sổ nè. Đó là số cái mã này do mình đánh để mình đi dò tìm thôi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dò tìm đây. Rồi mình sẽ dò cái bảng này ha. Ví dụ phòng thi nè,
mình sẽ đổ dữ liệu phòng thi này vô đây ha, đổ vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ do là 19 phòng đầu và 25 cho nên mình lấy 9 phòng thôi, 19 phòng thôi. Mình sẽ bấm vào đây, bấm vào data, bấm vào cái data validation. Rồi mình sẽ chọn cái danh sách, sổ số hay dạng danh sách, mình bấm vào đây để đưa dữ liệu vào. Mình có khối cái phòng thi nè, từ mùng 1 tới mùng 19 đấy, mình lấy 19 phòng thôi, tại từ 20 tới 25 là tới 24 học sinh đấy. Mình load dữ liệu ra nè, phòng số 1, phòng số 2 nè. Đó, ok. Rồi ở đây mình sẽ ra công thức nè, bằng VLOOKUP giờ tìm lookup value, tức là chúng ta xách cái giá trị đi dò tìm là hai giá trị này ha. Chúng ta bấm giá trị phòng thi này, đem đi dò hoặc lấy một số 10 qua hết, lấy một số 10 và đồng thời lấy luôn số thứ tự này nữa, thì chúng ta sẽ nối tiếp. Cái này là ta phải cố định nha, tại vì cái phòng thi luôn luôn cố định lại, nó không cho nó chạy. Hiện tại nhấn F4 mà cố định lại nè, chúng ta nối với lại cái số thứ tự này. Số thứ tự ta không cần cố định, tại vì cái hàng thứ nhất là đứa số 01, khi mà ta sao chép xuống một ô là hàng số 2, một ô là số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 gì đó, thì nó đi theo tương ứng với bên đây thì cho nó chạy theo luôn. Đó, ta nói bên đó là coi như là nguyên cái đám này á là hai cái nè, phòng thi và số thứ tự. Xong chúng ta đi dò trong cái bảng bên đây, nó dò bảng dữ liệu bên đây. Hiện tại kia nó dò từ cái chỗ này ha, từ chỗ này. Đấy, chúng ta bấm Ctrl Shift mũi tên qua phải để lấy tới chữ nghe thọc kinh, Ctrl Shift mũi tên đi xuống lấy hết bảng chúng ta. Đấy, lấy hết bảng chúng ta đây. Rồi chúng ta cố định cái bảng này luôn, không cho nó chạy luôn. Ta quét khói cái này, chúng ta nhấn F4. Rồi sau đó chúng ta bấm phẩy, chấm phẩy, lấy cột nào thì chúng ta coi lại là chúng ta sẽ lấy cột thứ tự nãy nằm ở cột mấy đây. Chúng ta sẽ lấy cột này, khi mà dò cái cột đầu tiên gọi là cột số 1 nè, này số 2 nè, này số 3 nè, này số 4, thứ tự là cột số 4 nè. Đó, đây số 4 vô. Rồi, chấm phẩy. Chúng ta chọn font, tức là dò tìm chính xác như vậy ha, không có dò tìm gần đúng. Rồi, nó đóng ngoặc lại, xong. Này, gọi gì đây? Về lúc cấp. Rồi nó lấy số thứ tự rồi đó. Này nhắc lại nè, công thức nè, lấy cái phòng F5 cố định lại, tức là hàng khi mình sao chép xuống nè thì hàng nào nó cũng đi vô, nó lấy cái F5 này hết đó. Còn này nãy là N8 nè, N8 là chỗ này là thứ tự nè, khi mình đi xuống một cái nè nó nhảy là N9 nè, N xuống một ô nè, N8 nè, N9 nè, thấy không, N9 nè đó, N10 thì mình cố định cái F đô la 5 lại, không cho cái này nó chạy. Rồi dò trong cái bảng dữ liệu, cái sheet dữ liệu nè, đó, dò trong đây, dò từ vị trí là A2 cho tới L620 trong cái bảng đó đó, A2 tới L620, không có cho cái bảng này chạy luôn. Lý do khi thằng này nó nhảy xuống một đơn vị thì cái bảng này nó sẽ nhảy xuống một đơn vị theo, nó nhảy xuống đơn vị, cái biên cái khung này nè, cái khung bự này nè, nó sẽ nhảy xuống hết, cho nên nó bị thiếu dữ liệu. Thì bạn cố định sau khi dò xong, lấy dữ liệu ở cột số 4, tức là lấy cái thứ tự. Rồi như vậy là cái phòng này là 19 phòng đầu của mình là có 25 học sinh nè, thì mình sẽ kéo xuống cho tới 25 thì thôi ha, mình kéo xuống bằng cái mí bên tay phải của mình nè, cái mí bên tay phải nè, đấy là được 25. Rồi sau đó mình kéo công thức qua đây nè, tới chỗ ngày sinh nè, đấy. Bây giờ mình sửa lại nè, cái này á là mình kéo qua thì cái này nó O8 nè, nó chạy nè, N sẽ nhảy O nè, mình sửa lại cái này N8 nè, N này, sửa N nè, đấy. Nhưng mà lần này mình sẽ lấy cột thứ 5, số của danh mình là cột thứ 5, cột thứ 5 nè, mình sửa lại cho mình số 5 nữa nè, đấy, số 5, Enter ra số của danh nè, họ và tên là ở cột số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, họ tên ở 7 và 8, 7 và 8. Mình sửa lại lên N nè, N nè, N ở đây nè. Rồi ở đây là mình sẽ 7 nè,
7 nè, đấy. Đấy, đây là không phải tên. Này là tên. Lấy thêm 8 nữa chúng ta. Và 8 nữa được chưa? Không được. Đây chắc mình phải dùng cái nói này quá. Còn lỡ thì nói luôn. Này họ và tên luôn. Nói hai này là thôi. Bằng này nói lại với thằng này. À, nói vậy thì nó không có khoảng trắng. Mình sẽ chỉnh cho này có khoảng trắng cái nữa. Cách khoảng có khoảng trắng vô. Rồi, ở đây nói lại. Này vậy là cột mấy đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cột thứ 9. Cái này sẽ lấy cột thứ 9. Cột 9 nè. Đấy, đã lấy được rồi đấy. Đấy. Giới tính chắc cột thứ 10 quá. Này sửa là N nè. Nó chạy tới Q luôn rồi. N nè. Rồi sửa này là cột thứ 10 nè. Giới tính nè. Rồi rớt xuống cho đẹp. Ngày sinh nè. Chắc cột thứ 11 quá. À đúng rồi, 11. Ngày sinh là cột thứ 11. Này sửa lại N nè. Chả thấy R luôn. Tại khi mình cấp sang ngang nè. N rồi B, U, B, Q, R gì đó. N nè. Này sửa lại thứ 11 nè. Đấy, ngày sinh đẹp luôn. Cho rớt xuống luôn. Rồi, Windows nè, Word nè, Excel nè, úp lại cho đẹp, này dư nè. Rồi, là kẻ khung, đi chủ nè, cái tên xếp ta đi xuống nè, 25 đứa nè, kẻ khung nè, Home, on Table, đấy, anh đậm lên cho đẹp nè. Cạnh giữa hai chế độ này. Này em đậm này. Cho phong size 13 hết. Bấm vào tam giác để chọn tất cả các ô hết. Rồi. Này lắc lên thành cột này. Nhấn đứt chuột này. Giấy file win này nó còn chơi khổ giấy ngang đi cho nó rộng rãi đó, rộng rãi đẹp trai. Đấy. Rồi đó, học sinh nó thi môn nào nó ký tên vô, còn không muốn để ngày vô cũng được. Ví dụ như mình cho ngày vô như là tuần sau đi, 19, 20, 21, 22 thi 3 ngày. Đây môn thi đây, mình cho là gì? À đó, Enter, ngày 19, 19 tháng 10 năm 20. Đấy. Enter về ngày 20 nè, 20 Internet Enter 21 nè, Internet Enter 22 nè. Đấy, bung ra. Đấy, 4 ngày 4 môn, 19, 20, 4 ngày môn thi, phòng thi, anh đậm luôn. Ví dụ mình cắt hai này xịt qua đây miếng cũng được. Rồi, sau khi mình đã làm xong, mình lấy 4 em này mình kéo xuống.
cái số 25 đứa. Đấy, đẹp trai luôn, bún cọc thì ra thì ra động lại nha chứ. Đấy, nó bị green. Vô lọt luôn này thì chú cho rớt xuống luôn, chú cho rớt xuống luôn chừng miếng rồi xong quá đẹp. Hàng thì anh thử có bị rớt không nha, không to rồi, không có bị rớt đây. Rồi ở đây chúng ta có thể để thêm một vài cái dù như là ủy ban nhân quyện hay là sở dục đào tạo gì đó, tên cơ quan chủ quản ha, tên cơ quan chủ quản, rồi tên trường học, tên nơi mà chúng ta ban hành cái lịch thi này, tên cơ quan ban hành văn bản. Rồi đây chúng ta có thể ghi Cộng Hòa, Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam, rồi độc lập, tự do, hạnh phúc. Đấy, chúng ta chọn lại, chọn lại in đậm hai này cho 12 thôi, in đậm lên hai này cho 13, chọn lại, chọn lại rồi cho nó cái đường gạch insert sáp, rồi vẽ, nhớ nhấn shift cho cái cây này thẳng thẳng chút, chỉnh cái đường cho nó là màu đen, độ dày của nó cho nó dày dày lên xíu, gắn dài quá lúc này chút. Đó, vô giữa. Copy, nhấn Ctrl kéo qua. Đấy, vẽ ra tiếp. Rồi, xong. Rất đẹp. Rồi, ở đây mình sẽ cho in thử print nhỏ lại. 25 thí sinh. Rồi ở đây chúng ta không muốn nó hiện qua tờ 2 ở đây á, chúng ta ẩn đi ha. Ở đây chúng ta quét khối này, ba cột này, lít phải cho nó 2 ẩn đi, nó bị ẩn đi là khi ta in nó không thấy nữa. Đây file print, đấy nó còn có một trang, hồi nãy nó hai trang nhưng còn có một trang, bấm hết được rồi. Đấy ta in ra thôi. Rồi bây giờ tương tự nè, mình sẽ chọn phòng khác này, phòng số 1 nè, và đầu sau phòng 1 nè cho tới 625 này. Phòng số 2 này, ví dụ bấm số 1 này, mình bấm in này, cạnh trên B này, đấy, số 1 này, phòng thi 01 này, đấy, rồi xong, cái mình bấm phòng số 2 này, đó, phòng số 2 này, đó, là 6026 này, cho tới 6050 này, đó, bấm B, cạnh B, in, cạnh trên B mình in, phòng số 2, đây, phòng thi số 2 này. Ở đây nó bị thiếu miếng, mình chọn ô cạnh phải, cạnh trên B này. Đấy, phòng thi 02 rất đẹp luôn nè. Rồi phòng thi 03 cứ như vậy, mình chọn từ phòng mình in ra ha. Đó, 03 nè, số danh nè, mình có thể canh giữa chỗ này chẳng hạn,
mình thấy cạnh giữa mà cột này, cột này, cột này, cột này, cạnh giữa, đấy là đẹp. Mình định dạng này một lần ha, mình in cho hết 25 danh sách. Rồi ở đây mình chỉ có phần 1 với phần 19 thôi. Sau đó mình sẽ kết nối qua cái đây mình đặt tên này. Đây là từ phần 1 đến phần 19 này. Đó. Còn từ 20 tới 25 mình copy ra nè. Mình copy ra. Tạo copy nè. Mình đem vào đây. Tức là ở đây từ phòng 20 cho tới 25. Đấy, ở đây mình sửa lại chút xíu. Mình bung mấy cái ẩn này ra nè. Nè, bên phải nè, anh 2 nè. Ở đây mình sửa lại là gì? Nó chỉ có 24 thôi. Cho nên là mình xóa cái số tự 24 này đi nè, delete này nè. Và ở đây là mình bỏ một hàng này đi. Mình sẽ bỏ một hàng này đi. No border, mình sẽ delete cái nội dung này đi. Đó, mình sẽ chọn được 24 thôi. Kẻ khung tới 24 thôi. Đấy. Rồi, ở đây mình sẽ chỉnh nó nè. Ở đây kết nối dữ liệu nè, phòng thi nè. Mình sẽ bấm vô data validation, data validation. Mình tạo cái danh sách lại. Ở đây mình kết nối nó, hồi nãy cái kia là mình copy ra từ phòng 1 đến phòng 19 nè. Giờ mình kết nối từ phòng 20 nè, để 25 thôi. Đó. Ok. Rồi, giờ là xong. Mình coi đây, bấm vô nè. Chọn phòng 20 nè, thấy không? Nó đâu có 1 tới 19 nữa đâu, 20 cho mình lựa chọn như đây thôi, 21 nè. Đấy. Và tới cuối lớp nè, 25 nè. Đấy. Là 6 6 19 là đứa cuối cùng của danh sách. Đấy. Khi in cũng vậy, ta in 6 phòng ở đây từ 20 tới 25. Ví dụ in thử này, cạnh B này. Đấy, phòng 25 này. Đấy, từ số 1 đến số 24. Cho học sinh ký tên, thí sinh ký tên. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái phần kỹ thuật thứ hai, đó là kỹ thuật chọn thư cơ bản nâng cao cho hoặc Excel dùng để tạo danh sách học sinh ký tên khi tham gia thi. Và cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ dùng kỹ thuật chọn thư tiếp để in cái phiếu báo thi. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động chương trình Word lên ha. Chương trình Word lên. Rồi đây, mình sẽ dùng Word để mình in ra. Mình làm Excel vẫn được, nhưng mà làm Word hay hơn. Ở đây thì mình muốn in phiếu báo danh mỗi đứa một tờ, hay là hai đứa một tờ, hay ba đứa một tờ, hay bốn đứa một tờ thì tùy mình thôi. Ở đây mình sẽ làm bốn đứa một tờ ha. Mình sẽ đầu tiên là mình sẽ lưu cái file này lại, cái file dữ liệu này của mình lại. Mình bấm Ctrl F lưu lại. Rồi danh sách học sinh các lớp thi, ở đây mình sẽ chọn thẻ mailing. Ở đây mình sẽ chọn thẻ mailing và mình sẽ chọn một cái gọi là start mail mật, tức là start mail mật, tức là chúng ta sẽ chọn thư. Ở đây mình sẽ chọn cái là nhãn, nhiều nhãn như một tờ ha, nhiều nhãn, tức là từ 2 trở lên đấy. Thế nên ta phân chia nhãn nè. Thì ở đây nó không theo ý muốn của mình sẽ không thích chơi chia nhãn như kiểu này. Mình sẽ đưa table ha, cho nó dễ, có ô sẵn nè, nó rất là dễ, muốn bao nhiêu cứ như mỗi một học sinh là một ô này, hai cái này là hai học sinh vô, một tạ bốn học sinh, 6 8 gì đó, tùy mình, chín gì đó nè, chín nè đó. Thì đây mình sẽ đưa là mình đưa 4 thôi, ví dụ vậy, đưa 4 thôi. Các bạn muốn đưa bao nhiêu thì tùy hay nội dung trong ô mình dạy ít để mình cân đo cho nó đủ thôi. Ở đây mình ghi ví dụ như là phiếu báo thi chẳng hạn, hay là mình muốn màu mè thêm rồi đầy đủ hơn thì mình có thể là mình ghi mình đặt tab chẳng hạn, ví dụ mình đặt tab mình này, ở đâu mình bấm mình đặt tab cái này nè, này phóng to lên chút nè. Đấy, nó đang là tập giữa, tập trái này là tập giữa này, mình đặt vô cái khoảng này, mình nó kịch trong tab để nó bay vô giữa này. Ví dụ mình ghi là trường ABC nào đó, rồi ở đây mình đặt thêm cái tab giữa chỗ này nữa này. Đấy, bắn kịch trong tab tiếp, nó kịch trong tab nó bay qua cái chữ bên tròn này đó. Mình ghi là cộng hòa xã hội gì đấy. Nhưng mà nếu mà mình đưa cái chữ này vô thì rất là dài, tại mình muốn là nhiều học sinh như đây, cho nên là mình đánh cái chữ cộng hòa rất là dài, mà trường rất là dài, cho nên mình sẽ
bỏ luôn cái phần này đi, mình không không có đưa cái phần này vô, mình ghi thẳng luôn. Chứ có thi rút gọn là được, chứ có thi đấy mình ghi là trường ABC nào đó, trường ABC thông báo kỳ thi, thông báo đến hay chấm xuống hàng, ví dụ như là thí sinh, học sinh gì đấy, học sinh tên là gì chúng mình đưa vô ha. Rồi mình có thể là đặt cái tab, đặt tab trái chẳng hạn, tab trái, tab trái, hoặc tab trái luôn này, đây tab trái đây, mình sẽ đặt cái chỗ họ tên xong rồi lớp, họ tên dài lắm, lớp sẽ tới đây đi. Rồi mình bấm Ctrl này, tab này, lớp này, hai chấm, rồi enter, rồi số báo danh, họ tên, số báo danh gì nữa ta, số báo danh, giới tính, ngày sinh, ngày sinh đi, ngày sinh đấy, rồi mình bấm Ctrl tab, số báo danh đấy. Có thể là mình dời cái này xích vô chút xíu cũng được. Giờ xích vô đây. Giờ này xích vô đây. Đó. Số danh. Ngày sinh, số danh. Rồi, ví dụ mình ghi thêm gì đó tùy mình ha. Ngày sinh. Rồi, cái gì đó. Rồi, tiếp. Mình sẽ là lịch thi chẳng hạn. Lịch thi. Đó, ví dụ mình đưa cái lịch vô, mình có thể mình chèn một table vô đây cũng được, insert tiếp một table, ví dụ khi 4 môn mình chèn 1 2 3 4 đây, ví dụ như thời gian mình ghi là đây, thêm cái nữa đi, đây mình kéo này rộng rộng lên chút đi, đây, thêm cái nữa nè, này sáng này, này chiều này, đấy thời gian ngày, ví dụ ngày 19, 20, 21, 19, 20, 19, ngày 19 tháng 10 năm 2020, đó, buổi sáng thì Windows, rồi ngày 20 này, cái này mình xuống hàng bớt cho đẹp cũng được, ngày ngày 20 này, tháng 10 này, năm 2020 này. À, chiều thì Word đấy, chơi dứt dắt luôn, này Excel, này PowerPoint đấy, này copy ra B21 này, copy ra 22 này đấy, mình có thể chỉnh này cho nó nhỏ lại xíu, nó to quá, nhỏ lại đó, đẹp lên. Rồi đấy là mình lắc cái ô ra chút, lắc lên miếng rồi, lưu ý thì mình dặn dò thêm à. Lưu ý rồi, nói cái thí sinh có mặt, học sinh có mặt gì đó tìm mình có mặt trước 7:30 sáng, trước 7:30 chiều, mười 2:30 chẳng hạn. Rồi khi đi nhớ đem phiếu danh, khi đi nhớ đem theo phiếu danh, phiếu báo thi này, phiếu báo thi nè, đi theo hai tờ này. Rồi ví dụ vậy, rồi mình đưa dữ liệu vô ha. Ở đây mình sẽ kết nối file, mình chọn mail link, mình chọn select, mình chọn sử dụng file có sẵn, rồi mình chỉ lấy cái đường dẫn đi tới file đó. Ở đây mình sẽ đi tới cái chỗ danh sách học sinh các lớp thi, rồi lấy dữ liệu là lấy dữ liệu như này. Ok, rồi ở đây mình sẽ đưa học sinh vô, ở đây mình insert cái trường dữ liệu, đây có nhiều trường dữ liệu, nhiều cột ha. Ở đây là họ này, họ và tên này,
họ tên này đó, lớp này ta chèn vô rồi, ngày sinh chúng ta chèn vô, cái vô danh cách khoản đó chúng ta chèn vô, gì quên rồi, à số vô danh, số vô danh rồi nơi sinh chèn vô đó, dân tộc gì đó thì dân diện thêm. Đây chúng ta cũng có thể là định dạng thêm cho nó đẹp, gạch đích rồi thì thời gian chúng ta có rồi. Đấy. Do chúng ta chỉnh sửa nha, ở đây mình làm nhanh nên là mình không làm kỹ, mình chỉ rồi sau khi về cơ mình có thể là mình canh giữa chẳng hạn. Đấy, mình in đậm chẳng hạn, chỉnh size to chút chẳng hạn. Đấy. Mấy cái này mình in đậm lên cho nó mình duyệt dữ liệu nè, mailing này, à, review research này đó nè, nó duyệt dữ liệu nè, mình coi thử nha. Đấy, nó không bị nhảy, mấy cái này nó không bị nhảy là được. Đấy, đẹp đó. Này có đứa Đồng Nai này đó, xin Đồng Nai này, bên kia mình nhập gì đưa vô vậy. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vô cái link này ha, để update ra ba cái còn lại này, ba cái còn lại này update. Đấy, nó bung ra cho ông ta này, thấy không? Ở đây có thể hiện được hai cái nè, có thể được 6 cái, 2, 4, 6. Mọi đứa đi thì cầm từ nhỏ nhỏ này đem vô được rồi. Nè. Ở đây làm hai cái nữa này, hai cái nữa này, thấy không? Dư sức luôn. Đấy, hai cái. Nè, mình đến cuối danh sách nè. 619 nè, đứa cuối cùng nằm đây nè. Đó, Trần Thị Kim Yến nè, số vô danh 6619 hay mấy này đồng công còn nữa đâu. Mình có thể in ra cho nó dư dư không, muốn mình điền tay cũng được. Đấy. Mất cái nào bị mất phiếu thêm điền tay cho nó cũng được. Rồi ở đây mình có thể là gì, mình cho nó rộng rãi ra chút, rồi mình tập đó lại. Đây mình có thể là cho nó rớt xuống cái nó rộng rãi đó. Này xóa bớt này đi, update lại, chỉnh gì update lại hết. Rồi ở đây có thể là mình cho nó dài ra chút. Mình muốn hiến cái gì nó cũng cái gì đó tùy mình ha, tập tắt lại. Đấy, nó còn dư mà, nó còn dư bên đây nữa này. Đây là miếng này, mình bấm vô cái table này, kéo vô miếng này, cắm ở ngoài này, bấm vào table ngoài này, cái khung này của table ngoài này, bấm ra ngoài này, và cái khung table ngoài bấm vô trong này, là cái khung này của table trong này đó. Rồi bấm ra ngoài chỉnh cái khung ngoài này đó. Rồi mình có thể bấm vô cái này nè, canh giữa này, để cho nó nhảy canh giữa vô cái khung trong này. Đó, canh giữa với cái khung trong này, ví dụ cái khung trong mình dài ra chút đó, thì mình bấm vô giữa này, nó canh trên trái này, bấm vô cái chỗ và cái bốn mũi tên bốn chiều nè, canh phải này, canh trái này, canh giữa này. Mình mà mình đi ra quá thì bên đây nó bị hố rồi, mình vô gãy miếng, cho này ra đây miếng, rồi update lại rồi, mail mình update lại. Đấy, hồi nãy mình chỉnh gì đây nó bị chạy rồi, chạy vô miếng này, update lại này, đấy đều rồi đấy, vô này miếng nữa. Đấy, tắt lại này, đó đều luôn, đẹp như mơ. Rồi rồi bây giờ mình cho cái này nó sẽ biến mất, có cái khung này sẽ biến mất. À, trước khi biến mất mình sẽ làm một cái đường gạch nối, cái đường này sẽ cắt khi in ra, người ta sẽ cắt cái đường bốn chiều này sẽ cắt ha. Rồi ở đây mình sẽ có như table này, click phải vô table property này, mình chọn border vôi màu này, mình chỉnh kích tôm này, mình chọn cái đường đứt nét này để cắt này, chọn đường đứt nét này, chọn đường dày dày chút này cho nó cắt cho nó dễ chút. Rồi ở đây mình đầu tiên bánh nanh ra, bỏ hết cái bồi ra, bấm kích tôm này. Đấy, mình chỉnh này, cắt đường ngang này, cắt đường dọc này, ok ok. Đấy, khi mình in ra đấy thì người ta sẽ thấy cái đường đứt nét này, người ta xếp ngay là giấy vô, đưa máy cắt cắt cái bụp đi hết đường ngang, cắt cái bụp đi hết từng dọc,
hả, nếu mình làm thêm dưới đây nữa nó sẽ ra cái đường ngang đây là đường dọc đi nữa, mình sẽ cắt được mấy tờ, 1 2 3 4 nè. Giờ mình thêm vô cái nữa nha, đặt thêm vô cái là enter này, à chưa thấy cái bộ này, bấm tab này, tab này nó sẽ ra cái thế này, cái bộ hai có hai khung nằm đây này đó, hai cái ô của table nằm đây này, tại mình cho cái đường nó ẩn là mình không thấy, là bấm update này nó đẩy thêm hai cái nữa này, đấy nó đẩy thêm hai cái, chúng ta được 9 cái này, nó lọt qua tờ giấy này thì mình đưa này lên miếng này, mình có ở đây có cái hàng trống này, delete nó đi này. Đó update lại này, đó có một tờ một thôi đó, rất đẹp luôn này. Còn không mình cứ enter xuống nha, mình chỉnh cái độ này nhỏ rồi chút, mình chỉnh cho nó khoảng size nhỏ thôi, phải update label, à nó chưa xuống, cái này là cái trên, mình phải chỉnh cho với thi này, enter này, lại nằm trên nữa. Xuống đây đi. Đây mình chỉnh nhỏ lại chút. Rồi ấp đã thử. Rồi, đó nó chạy xuống. Rồi, quá lịch chạy ha. Có thể là đây mình cho cái lịch thi này nó rớt xuống chút. Nó cho nó rộng rãi. Đấy. Rồi đẹp trai, đấy khi in ra mình sẽ cắt mấy cái đường đứt nét này, đấy là rất đẹp, cái chỗ phía vô thi này rớt xuống chút, mình phải chỉnh ngay trên đầu nha, luôn, chính em với một tờ, rồi duyệt dữ liệu lại, đấy duyệt từ từ này, đấy coi nó không có nhảy ra được, đấy đó, đó đẹp nè, nơi sinh nè, đó không nhảy ra được, à có cái bị nhảy này, chỉnh lại chỗ nào để cho nhảy được, giảm này xuống chút xíu nữa. Rồi, tắt. Rồi hết nhảy. À, này nhảy chỗ nào đây? Nè, này bị dài quá nhảy này. Vô mình vô chỉnh lại cái file chỗ này nè, đa khóa yên lạc. Như Vĩnh Phúc vượt rồi, ghi gì dài quá nó bị rớt xuống chỗ này nè. Cái lứa số 6018 nè, mình qua đây nè. Mình bấm Ctrl F nè. Mình tìm 6018 nè. Enter nè, 6018 là kênh F nè, 6018 nè, tìm ra nè, à bên đây làm gì có, bên đây chứ, nè, kênh F nè, tìm đại đâu cũng được, kênh F nè, Ctrl F tìm 6018 Enter nè, không ra luôn, à quên nữa, chữ dữ liệu thì mình đây thì mình kia, cần chất F này, 6018 nè, đấy 18 này, bệnh viện này, bỏ bớt này, Vĩnh Phúc thôi, hay quá, rồi qua đây lưu lại, mỗi lần mình chỉnh gì file gốc rồi mình phải qua đây kết nối lại nha, bấm file, bấm select view, rồi dữ liệu. Nhân sách học sinh lớp open
dữ liệu. Rồi việc đứa nó hết nhảy rồi đó. Đấy, ok, quá đẹp trai. Thằng nào mà nhảy ra tờ 2 là mình chỉnh nữa. Nói chung mình chỉnh trực tiếp đây luôn nè. Qua đây mình coi cái giờ bệnh viện nè. Bệnh viện đứa nào mà dài quá mình biết nè. Mình lăn chuột mình kiếm nè. Rồi, như vậy là cái buổi chia sẻ về cái kỹ thuật chọn thư cơ bản nâng cao trong Word Excel 2016 dùng để đánh sơ đồ phòng thi, tạo danh sách ký tên và tạo in phiếu báo thi. Đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào và xin hẹn gặp lại.